sinh lý của mình. Đó là sức khỏe, đó là khoa học. Đừng có giấu giếm. Giờ này các bạn không nhận đạt, không có nhận đạt rồi mà không có phải chăm nha, không phải đạt mà không phải chăm nha. Bắt đầu chuyện nghe giống con nít. Tôi phát biểu rồi các bạn, tôi nói với ông đừng có nói chuyện nít, dân thường nhé, dân thường. Ông nói đèn đỏ, tôi nói cái thành phố chỗ nào cũng đỏ, đèn đỏ đỏ đầy đường luôn. Tôi đi chạy thành phố ở trên Tân Bình, tối tôi về bờ kè chạy ngang hai đứa đi uống cà phê đi anh, rồi đó ông nội mày uống cà phê. Sáng sớm tôi đi tập thể dục 23/9, tôi đi con đường Đề Thám các bạn, mấy cái ba nhầm dùng tôi đi ngang cái bản đồ thể thao đàng hoàng á. Ra nó tay vô uống cà phê đi ông già, bây giờ này tập gì thôi con để ông đi chiều chiều ông mới tập được. Như vậy nó đỏ đầy được, nó có từ già bé nhỏ gì toàn đặt giờ này người ta có thu phúc thọ kiểm tra kiểm soát chuyện cái chuyện của ta mất chân gì thôi mà nó quản lý mình, quản lý là mình chuyện ta tổ chức cái chỗ đó để cho ta ai cũng thích gì thích, vợ người ta giữ, chồng ta giữ, mắt chân gì tự nhiên còn cái lực về về 45 các bạn cũng dẫn chắc biết đó. Người quốc tế không được quyền lưu trú chung với người trong nước khá phái lạ đời. Hồi đó nam nữ mà ngủ chung không có tàu hôn thú rồi, tôi lên tôi chửi tan nát cái PC rồi, tôi nói cái tàu hôn thú đẹp không, tàu hôn tập giờ kêu nó sắp đi. Vợ chồng ta đi sẽ theo là gì? Đó là cái gì? Chứng nhận hai người này là vợ chồng, tài sản có ly dị thì chia, con đẻ ra mang tên đây họ cha, còn cái xã hội kế khác, vợ ta có giữ, muốn đi ai đi, chồng ta có giữ, bắt chứng chuyện là nước dữ dùng.